Tại tứ kết Madrid mở rộng, Djokovic chỉ cần 78 phút để khuất phục được Hubert Hurkacz với tỷ số 6-3 và 6-4. Djokovic đã gọi nhưng Nadal không thể trả lời. Theo đó, Carlos Alcaraz đã giật tấm vé vào bán kết sau khi hạ Rafa với 6-2, 1-6 và 6-3. Được biết, đây là lần đầu tiên Alcaraz giành chiến thắng sau 3 lần đối đầu với người đàn anh đồng hương. Tay vợt 19 tuổi từng gác vợt trong ván trước Nadal ở vòng 2 Madrid mở rộng năm ngoái khi đứng thứ 120 ATP. Alcaraz cũng trở thành tay vợt túi tiền đầu tiên hạ được Nadal trên sân đất nền sau 20 trận thắng liên tiếp của tay vợt 35 tuổi. Trận thắng này cùng với việc Andrei Rublev đã thua Stefanos Tsitsipas giúp Alcaraz leo lên số 6 thế giới sau khi ATP cập nhật bảng điểm tuần tới. Phía trước anh là đối thủ số 1 thế giới Djokovic. Tay vợt người Tây Ban Nha thua Djokovic 1-6 trong buổi tập hôm 2 tháng 5 nhưng chưa từng đấu một trận chính thức. Sau tất cả, đại diện của Crossfire Việt Nam dự SEA Games 31 đã được công bố. Với thành tích thi đấu vô cùng xuất sắc trong hơn một năm vừa qua, Celebi 12 sẽ là một trong những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam. Celebi 12 với tiền thân là Last Legend từng càn quét tất cả các giải đấu mà họ tham dự. Với số trận thua chỉ đếm trên đầu ngón tay, đội hình của Celebi 12 hội tụ những cá nhân xuất sắc của đột kích Việt Nam với kinh nghiệm thi đấu dày dặn và đã có một thời gian dài gắn bó cùng nhau. Tại vòng chung kết Crossfire Stars 2021, giải đấu quy tụ với đội tuyển đột kích xuất sắc nhất thế giới, Celebi 12 đã xuất sắc giành hạng tư. Tại SEA Games 31, nội dung đột kích sẽ có sự góp mặt của 4 nước tham dự là Lào, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Với mục tiêu mang về tấm huy chương vàng danh giá trong lần đầu tiên, Liên minh Huyền Thoại được đưa vào Đại hội Thể thao Đông Nam Á. GAM đã mang đến lực lượng mạnh nhất cho kỳ SEA Games này. Danh sách 7 nhân sự của đội tuyển quốc gia Liên minh Huyền Thoại theo công bố của Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia tranh tài tại SEA Games 31 bao gồm huấn luyện viên Jackie Nguyen, Kiaya, Levy, Kelly, Star, Pierre và Deepkit. Theo kế hoạch, Liên minh Huyền Thoại sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 20 đến 22 tháng 5 với sự góp mặt của 6 đội tuyển chia đều thành 2 bảng đấu. Tại đây, đội tuyển quốc gia Liên minh Huyền Thoại Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng với hai đối thủ Malaysia và Lào. Sau hai loạt trận đi và về tại vòng bảng theo thể thức BO1, hai đội tuyển đứng đầu mỗi bảng sẽ bước tiếp vào vòng knockout BO5 với thể thức loại trực tiếp. Trận chung kết tranh huy chương vàng sẽ được tổ chức vào chiều tối ngày 22 tháng 5. Với trình độ chênh lệch, GAM được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm huy chương vàng. Hai đối thủ khả dĩ nhất với Levy cùng đồng đội là Malaysia với Sam Nai và Singapore, bao gồm hai thành viên của Impunity cùng một số tuyển thủ từ các đội khác. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, Riot Games cho phép RNG thi đấu online và quy định tất cả các trận đấu tại MSI sẽ diễn ra với mức phiên là 35. Theo LS, cựu streamer của T1 cho rằng, quy định của Riot Games khiến nhà vô địch LCK mùa xuân gặp nhiều bất lợi vì họ quen với mức phiên từ 7 đến 8. Kuma Yoshi cũng thừa nhận sự khó khăn khi thi đấu với mức phiên cao. Sở thủ của T1 cũng tiết lộ Faker đặc biệt nhạy cảm với mức phiên cao. Chia sẻ về câu chuyện Riot Games giới hạn mức phiên 35, Joe Marks, CEO của T1 cho hay, tôi cho rằng Riot thực hiện biện pháp tốt nhất có thể, thà chấp nhận thi đấu ở mức phiên 35 còn hơn vắng mặt RNG tại MSI. Theo những báo cáo, Guma Yushi và Faker là hai người tốn nhiều thời gian nhất để làm quen với thay đổi này, đôi khi là cả Korea. Các tuyển thủ được nhắc không chia sẻ về vấn đề phiên, khá đáng tiếc khi phải thi đấu với mức phiên 35. Chúng tôi đã quen với mức 9 tại Hàn Quốc, may mắn là chúng tôi có cơ hội làm quen với mức phiên này ở vòng bảng. Theo lịch thi đấu, T1 sẽ khai mạc MSI 2022 và cuộc đối đầu với Sài Gòn Buffalo vào ngày 10 tháng 5 tới. Joe Marks nhận định đội tuyển của mình sẽ đi tiếp với thành tích toàn thắng với tấm vé còn lại của bảng A. Sếp của T1 dự đoán sẽ thuộc về Detonation Focus Me. T1 và RNG là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch MSI. Trước RG, cả hai đã có màn chào sân thông qua những trận leo rank. Được đánh giá cao hơn, Faker cùng dàn sau T1 đều không thể giành chiến thắng. Đầu tiên, Gala cùng Minh đụng độ cặp bot khét tiếng Keria Guma Yushi. Hai tuyển thủ của RNG thể hiện phong độ vượt trội hơn hẳn, đặc biệt là Minh khi hỗ trợ LPL liên tục gây áp lực lớn lên đối thủ với quân bài Nautilus, qua đó giành chiến thắng sau cùng. Trong khi đó, Faker hứng chịu thất bại khi đối đầu với đội của Gala. Sở thủ RNG nhiều lần lao vào đối đầu với Quỷ Vương và thành quả là KDA 17-01. Về Faker, anh khép lại trận đấu với KDA 0-24. Thực tế, kết quả leo rank không nói lên được điều gì. Mọi người hâm mộ sẽ phải chờ đợi trận đấu thật sự của cả hai để xác định ai mới là đội tuyển số 1 Liên minh Huyền Thoại vào lúc này.